các bạn ơi, đây là toàn bộ cái phần thành phẩm khoai tây mình vừa mới chiên xong đây. Với cái món này thì các bạn sẽ chấm với tương ớt thì ăn cực kỳ ngon luôn. Và mình xin kết thúc video ở đây nhé. Chúc các bạn sẽ có thật là nhiều những cái món khoai ngon này và những cái món ăn ngon từ khoai tây các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn một cách để chúng ta có thể làm khoai tây chiên được giòn ngon các bạn nhé. Và đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình khoai tây này. Khoai tây thì các bạn lựa những cái củ nó nhẵn một chút. Đó, nó nhẵn một chút thì khi mà chúng ta làm thì cái phần khoai nó sẽ bở hơn rất là nhiều. Đó, và bây giờ thì để và chuẩn bị thêm một chút xíu muối nhá. Bây giờ mình sẽ đem cái khoai này đi mình rửa sơ qua đã nha. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một cái chậu nước nhá. Sau đó thì các bạn cho muối vào. Các bạn cho cái muối này nó mặn hơn là cái nước muối sinh lý một chút. Bạn khuấy đều lên để nó tan hết nhé. Bây giờ thì mình sẽ gọt cái phần khoai này. Khoai này thì các bạn sẽ gọt vỏ thật là sạch. Phần mắt khoai này, những cái phần mắt là các bạn sẽ gọt sạch đi cho mình nhé. Muốn khoai tây được giòn ấy thì các bạn sẽ phải ngâm nước muối cho mình trước 30 phút. Sau đó các bạn cho luôn vào này, gọt xong là các bạn cho luôn vào. Sau khi mà các bạn đã gọt cái phần khoai xong rồi thì các bạn sẽ thái cho mình nhé. Để cái miếng khoai sau khi mà chiên xong nó được ngon thì các bạn sẽ thái cho mình thành những cái miếng này, có độ dày từ 0,7 đến 1cm thôi. Mình không có làm lớn quá các bạn nhé. Miếng khoai mà lớn quá thì thường là sau khi chiên xong nó không có được giòn. Đó, các bạn sẽ cắt cho mình như vậy thôi nhé, thành những cái miếng nó vừa ăn như thế này thôi, thì khi chiên xong nó rất là ngon mà nó không có bị ỉu khi mà các bạn muốn để lâu. Sau đó thì các bạn sẽ ngâm luôn cho mình vào cái nồi nước, cái chậu nước muối nhé. Chờ mình một chút nha, tại vì là cái bàn của mình nó là cái bàn đá cho nên để nó không bị cập kênh thì các bạn để một cái khăn ở phía dưới làm hoài nhưng mà cứ quên. Các bạn thái xong cái là các bạn sẽ ngâm luôn cho mình vào trong cái nước muối như vậy để cho nó ra bớt cái phần nước ở trong khoai tây đi, thì khi mà mình chiên nó không có bị ỉu nha. Và cái thời gian mà các bạn ngâm trong nước muối này thì tối thiểu các bạn sẽ ngâm cho mình là 30 phút, còn tối đa thì cứ tầm 1 tiếng thôi, bởi vì mình cũng không có nhiều thời gian để làm á.
thì các bạn ngâm cho mình 30 phút đến 1 tiếng nhé. Đó, và ngâm trong cái nước muối loãng như thế này. Sau khi mà các bạn đã ngâm cho mình cái phần khoai tây này với nước muối loãng được 30 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ rửa sơ qua cho mình như thế này để cái phần tinh bột nó bám ở phía ngoài của miếng khoai tây, nó sẽ ướt ra ngoài nhé. Đó, và khi mà các bạn đã rửa rất là sạch rồi thì các bạn sẽ vớt ra cho mình một cái rổ và để thật ráo nước các bạn nha. Và chúng ta sẽ không cần phải tráng lại với nước bình thường đâu ạ. Bây giờ thì các bạn sẽ để cho nó ráo hẳn nước đi, hoặc là các bạn dùng giấy thấm, các bạn thấm khô đi, hoặc là hong quạt dưới quạt đấy ạ, để cho nó khô hẳn cái phần khoai này thì chúng ta mới đem đi chúng ta chiên các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn làm cho mình cái phần khoai nó khô rồi thì bây giờ mình đem đi chiên nhé. Chiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo và cho vào đây nhiều dầu một chút. Dầu thì các bạn để ở chế độ nhiệt mà các bạn nấu bếp ấy, thì các bạn để ở nhiệt trung bình cho mình ở mức 6. Vừa nãy là mình làm nóng chảo trước. Bây giờ thì các bạn sẽ kiểm tra nhiệt cho mình nhé. Các bạn cho đũa vào mà các bạn thấy nó hơi sôi lăm tăm lên như thế này là được. Và nhiệt độ nó cứ tầm 145 độ là được các bạn nhé. Mình nấu quen rồi thì mình biết. Còn nếu không thì các bạn dùng cái nhiệt kế á, các bạn cho nhé. Các bạn chiên nhiều dầu một chút. Khi các bạn cho vào thì các bạn sẽ thấy là cái phần bọt nó nổi lên rất là nhiều. Cái quan trọng nhất khi mà các bạn chiên khoai, muốn khoai được giòn thì các bạn phải căn cái dầu nhé. Dầu muốn cho khoai chín đều và không bị cháy thì dầu phải vừa phải, không để dầu ở cái nó quá là lớn thì cái khoai nó cháy và nó lại còn không có giòn nữa. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy cái phần khoai nó nổi lên phía trên mặt của cái lớp dầu chảo dầu thì các bạn sẽ vớt ra cho mình vào một cái đĩa có giấy thấm dầu như thế này nhé. Bởi vì là muốn chiên khoai được giòn thì các bạn sẽ phải chiên cho mình 2 lần. Nếu muốn giòn hơn nữa thì phải chiên 3 lần nha. Đó. Các bạn vớt ra và các bạn để trong giấy thấm dầu cho mình. Đây, sau khi mà các bạn vớt ra đĩa như thế này thì các bạn sẽ để cho mình thật là nguội. Để cho nó thật là nguội, các bạn nên hong quạt để cho nó nguội nhá. Ở đây cái bếp của mình thì đang bật quạt luôn, cho nên là mình sẽ hong luôn. Và mình sẽ chiên tiếp cái phần còn lại ở trong này nhá. Các bạn cứ để dầu cho mình ở cái chế độ lửa vừa như vậy nhá. Đó, các bạn cho vào cái miếng khoai tây nó sôi lên như vậy này. Mình không cần phải đảo. Các bạn không cần phải đảo, các bạn chỉ cần cho vô đây thôi. Không quá là nhiều để cho nó được nguyên cả cái miếng khoai tây nó chìm xuống dầu như này. Lát khi nào mà nó chuyển sang cái màu vàng nhạt, và nó nổi lên phía trên mặt dầu thì các bạn lại vớt ra cho mình nhé. Đó, khi mà các bạn thấy cái phần khoai nó nổi lên trên mặt dầu như thế này thì các bạn sẽ gắp ra luôn nhé. Thank you.
Các bạn lưu ý cho mình là các bạn chiên khoai khi mà khoai đã khô ráo nhé. Các bạn để cho nó thật là khô, hong quạt thật là khô, hoặc là dùng giấy thấm. Các bạn thấm hết cái phần nước đi, rồi mình cho vào mình chiên như thế này nó không bị bắn. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đem chiên lần thứ hai nhé. Khi mà các bạn chiên lần thứ hai thì ở đây mình sẽ quay gần lại để các bạn nhìn rõ hơn. Đó là cái phần phía ngoài của cái miếng khoai này nó nổi lên một cái lớp da màu trắng trắng như thế này. Đó thì chúng ta sẽ đem đi chúng ta chiên nhé. Các bạn để thật là nguội cho mình khoảng 30 phút. Khi mà các bạn chiên xong cái mẻ thứ ba thì quay về mẻ thứ nhất để chúng ta chiên tiếp lần thứ hai nha. Đó, nó có nổi lên cái trắng trắng đó là được. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào nhé. Bạn sẽ thả cái phần khoai vào, khoai ở cái mẻ đầu tiên vào. Còn cái mẻ thứ hai thì các bạn để cho nó nguội hẳn đi rồi thì mình mới đem đi mình chiên. Các bạn chiên làm sao để cho nó thật là giòn. Nếu như mà các bạn muốn chỉ chiên khoai trong vòng 2 lần thôi, ở đây thì mình sẽ chiên khoai 3 lần các bạn nhé, để cho nó giòn, thật là giòn. Giòn như là khi các bạn mua ở ngoài cửa tiệm ấy. Đó. Thì mình sẽ chiên 3 lần. Nhưng mà với cái lần thứ hai này, sau khi mà mình cho vào đây mình thấy nó vàng hơn một chút. Cỡ khoảng, các bạn cho vào đây cỡ khoảng 2 phút thì các bạn sẽ vớt ra cho mình để nguội, sau đó các bạn để trong tủ đá trong vòng 30 phút nhé. Thì lúc các bạn đem đi chiên nó sẽ ở phía trong đó. Mình đang muốn cho vào tủ đá để cho nó cái phần ngoài thì nó giòn mà cái phần phía trong thì nó xốp, nó không có bị yếu. Ở đây thì dầu rất là già cho nên là khi mà các bạn cho vào khoảng tầm 1 đến 2 phút thôi là cái phần vỏ nó rất là giòn. Thì các bạn sẽ gắp ra cho mình nhé. Cái miếng nào mà các bạn thấy nó vàng trước thì các bạn gắp trước. Bởi vì ở đây cái miếng mình còn có cả miếng đầu nữa mà. Đó. Mình sẽ vớt ra như thế này để sau đó thì mình cấp đông. Mình cấp đông được như vậy thì cái miếng khoai nó ngon lắm. Còn nếu như mà các bạn muốn chiên 2 lần thì sau khi mà các bạn để nguội cái phần khoai này rồi, các bạn đem đi các bạn cấp đông luôn. Chiên lần thứ nhất xong thì các bạn để nguội, các bạn đem đi các bạn cấp đông cho mình luôn. Thì cái miếng khoai sau khi mà nó chiên xong thì nó giòn. Còn đây mình muốn chiên 3 lần để cho nó giòn hẳn, nó thơm. Cho vô cái giấy thấm dầu để mình thấm hết cái phần dầu ở phía ngoài đi. Đó. Sau đó thì mình sẽ đem mình chiên cái mẻ thứ hai mà vừa nãy mình mới cho vào đó. Các bạn cho hết vô đây. Mình cũng chiên sơ như vậy thêm một lần nữa rồi để thật là nguội, sau đó đem cấp đông luôn. Đó, mình chờ cái này nó được thì mình đem mình cấp đông. Làm sao để miếng khoai tây khi mà chiên ra nó giòn, nó không yếu, thì chúng ta phải cấp đông vào trong tủ lạnh. Khi mà các bạn thấy tất cả cái phần khoai nó vàng đều như thế này thì mình vớt ra luôn. Cái mẻ đầu của mình là nó có những cái miếng nó to nhỏ khác nhau cho nên là mình phải gắp ra từng miếng một. Các bạn cho vào đây và bây giờ thì mình đem cấp đông luôn các bạn nhé. Các bạn để vào trong tủ đá cho mình 30 phút nhé. Sau khi mà các bạn đã cấp đông cái phần
khoai rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây để chiên nhá. Trước khi chiên thì các bạn sẽ lại kiểm tra cho mình về dầu. Dầu các bạn cho vào các bạn thấy nó sôi tăm nhẹ lên như thế này là được nhá. Các bạn nhìn rõ không ạ? Dầu nó đã già rồi thì các bạn sẽ cho cái phần khoai vào đây để chúng ta chiên. Lúc này thì các bạn cũng sẽ chiên cho mình ở lửa vừa phải, mình không có chiên lửa lớn. Chiên lửa lớn là nó cháy. Lát nữa khi mà khoai nó khô hẳn đi thì nó sẽ tự động nổi lên phía trên. Các bạn sẽ thấy là khi mà mình mới cho vào như vậy ấy, thì cái phần bọt đây ạ nó nổi lên rất là nhiều và nó xèo xèo như vậy á, thì các bạn cứ mặc kệ nó nhé, mình không cần phải đảo đâu. Đó, lát nữa khi mà các bạn nhìn thấy khoai nó vàng hẳn rồi thì các bạn mới vớt ra nhé. Đó, bây giờ các bạn thấy cái miếng nào mà nó vàng rồi thì các bạn sẽ gắp ra trước cho mình. Miếng khoai trông rất là vàng và ngon đúng không các bạn? Những cái miếng mỏng mỏng á là mình sẽ cho ra trước nha. Khi mà các bạn thấy cái phần khoai này nó đã vàng đều hết tất cả các mặt như thế này rồi và các bạn cảm nhận được cái độ khô của nó rồi thì các bạn sẽ vớt nó ra nhé. Và phần khoai còn lại thì các bạn sẽ chiên cho mình tương tự như vậy nha. Chúng ta cũng chiên ở lửa vừa, sau đó thì các bạn sẽ cho ra những cái giấy thấm dầu luôn nha. Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món khoai tây chiên mình vừa mới chiên xong các bạn ạ. Nhìn rất là ngon và cực kỳ hấp dẫn luôn. Cái độ giòn của khoai tây rất là giòn. Và làm sao để chúng ta có được một cái món khoai tây chiên vừa giòn vừa ngon như thế này thì mình mời các bạn này sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nhé. Cái phần khoai tây rất là giòn luôn. Các bạn nghe nó leng keng với cả cái phần đĩa không ạ? Và nó vẫn có cái độ... Đó. Và nó vẫn có cái độ mềm riêng của khoai tây. Thì mình mời các bạn này sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nhé.